Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Liên Hải. Biên tập Bình Minh. Thời gian ngày 15 tháng 2 năm 2011. Địa điểm Tịnh Tông học viện Úc Châu. Tập 282. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 341. Trang 341. Chúng ta bắt đầu đọc từ hàng thứ hai, câu thứ hai. Đây là một đoạn văn. Kinh Hoa Nghiêm nói rõ thập địa Bồ Tát mỗi địa đều không tách rời niệm Phật. Kinh này Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi nói quá khứ vị lai hiện tại Phật Phật tương niệm. Lại Quán Phật Tam Muội Kinh nói lúc đó trong hội liền có 10 phương chư đại Bồ Tát, số đó vô lượng. Mỗi người nói bổn duyên của mình đều nhờ niệm Phật mà chứng đắc. Đức Phật lại bảo Ngài A Nan, ông này khéo thọ trì, chớ để quên mất. Quá khứ vị lai hiện tại ba đời chư Phật đều nói như thị niệm Phật Tam Muội. Ta và 10 phương chư Phật cùng với hiền kiếp thiên Phật từ sư phát tâm đều nhờ lực niệm Phật Tam Muội mà chứng nhất thiết chủng trí. Đoạn này đều nói sự thù thắng của pháp môn niệm Phật vô cùng thù thắng. Chúng ta nên đặc biệt quan trọng, nghiêm túc học tập. Tiếp theo nói thế nên Di Đà cũng như Đức Thế Tôn cùng 10 phương Như Lai từ sư phát tâm đều nhờ niệm Phật Tam Muội mà chứng vô thượng Bồ Đề, nên chỉ thích nhớ niệm chư Phật vậy. Trong kinh Giảng nói chỉ thích nhớ niệm các thiện căn mà chư Phật quá khứ đã tu trì. Ý nghĩa chính là ở đây vậy. Niệm lão nêu ra kinh luận nhiều như vậy để chứng minh. Củng cố thêm cho chúng ta đối với pháp môn niệm Phật có tín niệm, nguyện hạnh. Dưới đây nói thiện căn tu được chỉ cho công đức mà chư Phật đã tu được. Nhớ niệm ân đức Phật, cảm ơn hồi báo. Nghĩ muốn được như vậy gọi là nhớ Phật. Cho thấy ức niệm này không phải là suy nghĩ suông, là phải thực hiện. Dẫn phát tâm cảm ơn của bản thân. Làm thế nào để báo ơn Phật. Chúng ta nỗ lực tu học, tu đến giống như Phật, bản thân cũng thành Phật rồi. Đây mới là thật sự báo ơn Phật. Nếu như bản thân tu học chưa đạt đến địa vị Phật này, chúng ta báo ơn sẽ không viên mãn. Từ đó cho thấy trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông Chương đã nói: nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định gặp Phật. Bao gồm nghĩa thú sâu xa vô cùng. Đây là điều mà chúng ta nên biết, nên phải học tập. Thiện căn của Phật, niệm Phật tối thắng. Này muốn như vậy nên cũng phải trì danh niệm Phật. Thiện căn của Phật vô lượng vô biên, nói mãi không hết. Nhưng trong tất cả thiện căn tối thắng, số một nhất chính là niệm Phật. Cho nên trong Kinh A Di Đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Vậy thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta nếu so sánh với Bồ Tát giảng sanh, chúng ta ba thứ thiện căn phước đức nhân duyên đều không thể sánh bằng. Nói cách khác, khiếm khuyết quá nhiều, làm sao có thể giảng sanh được. Cần tu trì danh niệm Phật thì có thể bổ sung được thiện căn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã làm thị phạm cho chúng ta. Nửa năm trước khi giảng sanh, cũng tức là nói ông dùng thời gian nửa năm, một ngày 14 vạn tiếng Phật hiệu. Thời gian nửa năm đã bổ sung đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Đây là thị hiện, làm cho chúng ta thấy chúng ta thấy rồi, nghe được rồi. Phải có tâm cảnh giác. Nghĩ thử xem bản thân mình thiện căn phước đức nhân duyên chưa đủ. Nhìn thấy lão cư sĩ thị hiện như vậy, chúng ta đã hiểu được rồi. Không đủ có thể bù đắp. Dùng phương pháp gì? Dùng trì danh niệm Phật. Làm cho thiện căn phước đức nhân duyên đều bổ sung đầy đủ. Dưới đây nói với chúng ta vì sao trì danh có thiện căn phước đức thù thắng như vậy. Danh cụ dạng đức, chữ dạng này không phải là số tự, mà là ý nghĩa đại viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 để tiêu biểu cho sự viên mãn. Vậy dạng là đại viên mãn, viên mãn vô cùng. Lời này là thật. Tùy đường tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, đó không phải là một người, họ là tập thể cùng nhau thảo luận về một vấn đề. Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa trú thế, tất cả kinh giáo nói trong suốt 49 năm, bộ nào là số 1? Số 1 này chính là bộ kinh này, đủ để có thể tiêu biểu cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm đã thuyết tất cả kinh. Nghĩa lý của tất cả kinh trong bộ kinh này đều có. Vậy mới có thể xứng đáng là tiêu biểu. Cho nên tất cả tổ sư Đại Đức dường như đều công nhận là kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm. Nói cách khác, kinh Hoa Nghiêm đầy đủ dạng đức. Nhưng kinh Hoa Nghiêm đến viên mãn cuối cùng là thập đại nguyện dương quy về cực lạc. Vậy tiêu biểu cho thế giới cực lạc, tiêu biểu cho Phật A Di Đà. Chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ càng thù thắng hơn cả Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ 48 phẩm, phẩm nào là số 1? Có thể tiêu biểu cho toàn kinh. 48 nguyện, đây là phẩm thứ 6. 48 nguyện, nguyện nào có thể tiêu biểu cho tất cả các nguyện? Chỉ một nguyện này tiêu biểu cho 48 nguyện. Nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là gì? 10 niệm ắt được sanh. Đây là hiển thị ra công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Tổ sư dùng phương pháp này, đây là phương pháp quy nạp. Quy nạp đến cuối cùng mới thật sự phát hiện công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, gọi là đầy đủ dạng đức, tổng nhiếp tất cả thiện căn. Thiện xảo phương tiện của chư tổ sư, dùng phương pháp này để cho chúng ta thể hội được danh hiệu không thể nghĩ bàn. Chấp trì danh hiệu chính là công đức vô lượng. Danh hiệu nếu như mất đi, công đức sẽ không thấy nữa. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta nhớ Phật, niệm Phật. Để niệm liên tục. Liên tục không phải là ở nơi miệng. Trong miệng niệm Phật gián đoạn cũng không sao. Ý niệm không thể gián đoạn. Trong tâm thật sự có Phật. Thật sự coi Phật chính là bản thân. Trong một đời này, đó là sự việc lớn nhất. Giống như cha mẹ, bất luận ở nơi đâu, trong ý nghĩa của họ giờ giờ khắc khắc không hề quên đi con cái. Thật sự có. Đặc biệt là khi con cái trước 3 tuổi, sự nhớ nhung vướng bận của cha mẹ đối với nó không có giờ khắc nào lãng quên. Trong lòng ông bà thật sự có cháu chắc của họ, đặc biệt là khi chúng còn nhỏ. Tôi còn nhớ cũng giảng qua mấy lần rồi. Một năm nọ ăn Tết ở Đài Loan, ngày Tết âm lịch, trong thư viện có một vị tín đồ lớn tuổi đến thăm tôi chúc Tết, hơn 70 tuổi. Nói với tôi, bà ấy nói: "Thưa Thầy, hiện tại cái gì con cũng buông bỏ hết. Chỉ là cháu trai con chưa buông bỏ được." Tôi nói với bà ấy, bà đem đứa cháu đó đổi thành A Di Đà Phật, vậy là bà thành công rồi, công đức của bà viên mãn rồi. Nghĩa là gì? Niệm A Di Đà Phật cũng giống như bà niệm cháu mình vậy. Bà có thể trong miệng không niệm cháu trai, không niệm vậy, trong tâm thật sự có. Đúng là niệm không quên. Đây gọi là thật sự niệm Phật. Không quan tâm trong miệng có niệm hay không, trong tâm thật sự có niệm. Người niệm Phật chúng ta phải lãnh hội được sự việc này. Trong tâm thật sự có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, thứ gì cũng không quan trọng nữa. Thứ gì cũng không quan tâm. Đây gọi là công phu niệm Phật đã thành phiến. Công phu thành phiến là hạ phẩm nhất tâm bất loạn, trung phẩm là sự nhất tâm bất loạn, thượng phẩm là lý nhất tâm bất loạn. Công phu thành phiến là hạ phẩm. Trong hạ phẩm có cửu phẩm, trong cửu phẩm thượng tam phẩm. Giảng sanh có thể được tự tại. Tự tại là gì? Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Muốn ở tại thế gian này sống thêm vài năm nữa cũng không trở ngại gì. Không trở ngại nghĩa là thế gian này thất tình ngũ dục, ngoại duyên như thế nào cũng không thể dao động tâm niệm của họ, đều không thể quấy nhiễu tín nguyện của họ. Đây gọi là không có chướng ngại, gọi là tự tại. Chúng ta một phàm phu thông thường niệm Phật giống như cách niệm này, phải niệm bao lâu? Mới có thể thành tựu như vậy. Kinh nghiệm nói với chúng ta, chúng ta xem cổ nhân trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong giảng sanh truyện ghi chép, lại xem người hiện tại thật sự dụng công, chúng ta có được một kết luận, đại khái là 3 năm. Nói cách khác, 3 năm là đã có thể đạt được. Công phu thành phiến liền có thể đạt được tự tại giảng sanh. Tự tại giảng sanh là bản thân vẫn còn thọ mạng, không cần nữa, đi trước rồi. Bây giờ đã muốn đi, bây giờ họ thật sự được đi rồi. Vì sao vậy? Vì họ là chân tâm, họ không phải là vọng tâm. Họ niệm Phật, ý niệm này tập trung. Giống như Đức Thế Tôn trong Kinh Di Giáo đã nói, chí tâm nhất xứ, vô sự bất biện, chính là đặt tâm vào nơi một chỗ. Cũng tức là nói không được phân tâm, tâm đặt tại một nơi. Đặt ở đâu? Đặt ở A Di Đà Phật. Như vậy chính là trong kinh thường nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, trực thông với A Di Đà Phật. Bây giờ gọi đó là thông đường dây nóng. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Quý vị trong nhớ niệm Phật, dục vọng mạnh mẽ, bây giờ tôi phải giảng sanh, Phật A Di Đà ngay lập tức liền đến tiếp dẫn quý vị. Đây là người thông minh số 1 trong thế gian, người có trí tuệ số 1, người có phước đức số 1, người người đều làm được. Vấn đề là quý vị có chịu buông bỏ hay không? Quý vị có chịu làm hay không? Quý vị chịu làm, quý vị muốn làm, chúc mừng quý vị ngay trong đời này thành tựu viên mãn rồi. Nên biết chân thật trì niệm, thật ám nhiếp nhớ công đức Phật dạy. Một người trung thực niệm Phật, họ bất tri bất giác đã chia sẻ công đức của Phật A Di Đà. Công đức Phật A Di Đà tu được biến thành công đức của bản thân. Công đức của bản thân thật sự được tăng trưởng. Công đức ở bên Phật A Di Đà phải chăng bớt đi một phần? Không có. Chúng ta nhiếp thọ công đức viên mãn của Phật A Di Đà, chỗ Phật A Di Đà vẫn không tăng không giảm. Vì sao vậy? Trong tâm tự tánh thanh tịnh không có tương đối. Toàn là viên mãn. Tăng giảm là tương đối. Trong tự tánh không có tăng giảm. Trong tự tánh không có mê ngộ. Trong tự tánh không có lớn nhỏ. Trong tự tánh không có mình người. Những đạo lý này hiểu được rồi, chúng ta đối với lời nói của Phật không có một chút hoài nghi nào. Tất cả đều thành Phật, tất cả đều viên mãn. Lại An Lạc tập viết, hoặc có tam muội chỉ có thể trừ tham, không thể trừ sân si. Hoặc có tam muội chỉ có thể trừ sân, không thể trừ si tham. Tam muội là chánh định. Trong An Lạc tập nói như vậy. Dưới đây còn có một câu, hoặc có tam muội chỉ có thể trừ si, không thể trừ tham sân. Đây là nói về ba loại căn bản: phiền não, tham sân si. Dưới đây lại nói, hoặc có tam muội chỉ có thể trừ hiện tại chướng ngại, không thể trừ tất cả những chướng ngại của quá khứ và vị lai. Tám vạn 4.000 pháp môn, 8 vạn 4.000 tam muội. Cũng giống như ở đây đã nói vậy. Mỗi loại tam muội có thể trừ được một loại. Đây là lý do vì sao có 8 vạn 4.000. Phật nói rồi, chúng sanh có 8 vạn 4.000 phiền não. Như Lai có 8 vạn 4.000 pháp môn, đối trị 8 vạn 4.000 phiền não. Cũng giống như thuốc trị bệnh vậy. Trong sách thuốc tất cả các loại đều có. Mỗi một loại thuốc trị một loại bệnh. Có cách gì tìm một loại thuốc có thể trị được tất cả các loại bệnh không? Vậy thì quá tiện lợi. Trước đây nói nhiều như vậy, chắc chắn có loại thuốc sau này. Nếu như không có loại thuốc sau này thì đoạn trước chỉ là nói suông rồi. Cho nên nếu có thể thường tu niệm Phật Tam Muội, bất luận là hiện tại, quá khứ, vị lai, tất cả chướng đều trừ hết. Bất luận là tham, là sân, là si, niệm Phật Tam Muội tổng trì. Toàn bộ đều có thể hóa giải, đều có thể tiêu trừ. Hiển thị ra pháp môn này thù thắng vô cùng. Thế nên Bồ Tát Pháp Tạng ở trong Tịnh Tâm các hành đầu tiên nói: đáng nhạo niệm chư Phật giả. Câu kinh văn này ý nghĩa ở đây đã hiển thị ra rồi. Đảng nghĩa là chỉ. Chỉ có. Những thứ khác đều không có. Chỉ có hoan hỷ niệm Phật. Đây là người nào? Là chư Phật Như Lai. Không chỉ có hiện tại, quá khứ, vị lai, ba đời chư Phật. Họ thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ, thật sự đã làm rõ ràng, giảng duyên buông bỏ. Ngay cả 8 dạng 4.000 pháp môn trong Phật Pháp cũng buông bỏ rồi. Nhất hướng chuyên niệm. Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ rồi. Họ thật sự đã buông bỏ. Nhưng họ lại thường nhắc đến. Vì sao vậy? Một câu Phật hiệu hàm nhiếp tất cả các pháp môn, hàm nhiếp tất cả Phật Pháp. Niệm một câu Phật hiệu này, 8 dạng 4.000 pháp môn tất cả đều bao gồm trong đó, không sót một pháp môn nào. Tất cả những thiện căn, công đức, diệu pháp vô lượng vô biên vô tận, toàn ở trong một câu danh hiệu. Cho nên trì danh là pháp môn tổng trì, là tổng tu tất cả pháp. Tổng trì tất cả nghĩa. Phật biết. Cho nên chư Phật tu hành, họ nắm bắt tổng cương lãnh này. Biết được pháp môn này thành tựu rồi thì tất cả pháp môn đều thành tựu. Pháp môn này khế nhập rồi, tất cả phiền não đều đoạn tận. Tất cả những chướng ngại cũng đều giải trừ. Thế nên Bồ Tát Pháp Tạng, nơi tâm thanh tịnh, các hạnh chính là dạng hạnh của Bồ Tát. 8 vạn 4.000 hành môn, họ chỉ nêu ra một câu: pháp môn vô lượng vô biên. 8 vạn 4.000 pháp môn, ta chỉ cần một pháp môn. Ước niệm chư Phật này, ước niệm chư Phật chính là điều mà Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói: nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Chính là câu nói này. Chỉ đây chúng ta xem hành tịch tỉnh hạnh. Đoạn trước là ước niệm, ở đây là nói về hành vi. Thám Quyền Ký nói vô dư niết bàn gọi là tịch tỉnh, tu đó gọi là hành. Ý nghĩa này rất thâm sâu. Trong Tơ Trì Ký cũng là cách nói như vậy. Tịch tỉnh tức là lý niết bàn vậy. Thế nào gọi là tịch tỉnh? Hiện tượng dao động không còn nữa. Một niệm cực kỳ vi tế kia, niệm đó là hiện tượng dao động. Niệm này không còn nữa, chính là Đại Bác Niết Bàn. Đây là chân tịch tỉnh. Bồ Tát sở chứng Thanh Văn Duyên Giác, sở chứng Niết Bàn, không phải là cứu cánh Niết Bàn. Hiện tượng dao động thô không còn nữa, nhưng vi tế vẫn còn tồn tại. Vi tế đến trình độ nào bản thân họ không biết được. Trong kinh thường nói đến Bát Địa Bồ Tát mới biết được. Bát Địa trở về trước chưa cảm nhận được hiện tượng dao động vi tế này. Bát Địa trở lên, họ nhìn thấy, cảm nhận được. Hiện tượng dao động này chính là năng sanh vạn pháp. Năng hiện vạn pháp, lại thêm bản thân khởi tâm động niệm, năng biến vạn pháp. Vạn pháp là sở biến, nên là năng biến. Cho nên tịch tỉnh chính là lý của Niết Bàn. Niết Bàn từ đâu mà có? Từ tịch tỉnh mà có. Lại Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật Thánh Hiệu, trong đó có Mâu Ni. Mâu Ni dịch là tịch tỉnh hoặc là tịch mặc. đều có thể nói thông được. Lý Thú Thích Hạ nói: Mâu ni nghĩa là tịch tịnh, thân khẩu ý tịch tịnh, nên vậy là mâu ni. Dưới đây trong Đại Nhật Kinh Sứ nói càng rõ ràng hơn, nói vô cùng đặc sắc. Đại Nhật Kinh Sứ viết mâu ni nghĩa là tịch mặc vậy, là cõi thường tịch, di diệu tịch tuyệt, u thâm huyền diện, không thể dùng lời lẽ để nói về nó. Pháp giới như vậy, tịch nhiên đại diệt độ pháp, chỉ có một mình Đức Phật thanh tịnh rốt ráo, nên gọi là mâu ni. Đây là danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong danh hiệu có câu mâu ni nghĩa là tịch tịnh, tịch tịnh hạnh mà Bồ Tát tu được. Trong giáo lý Đại Thừa dùng hai câu để hình dung cảnh giới này, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Dùng hai câu này để giải thích từ mâu ni. Hay lắm, giải thích rất hay. Mâu ni là trong đức hiệu Phật Đà, biểu tự thọ dụng. Hai chữ trước mâu ni là Thích Ca. Thích Ca nghĩa là nhân từ. Nhân là yêu người. Yêu người nhất định là tự yêu thương mình. Không yêu thương mình thì không thể yêu người. Yêu người đó là giả, không phải thật. Cho nên sự thù thắng của Phật Pháp, nó là tất cả đều do tự tánh mà kiến lập. Đây là thật. Tự yêu mình sao mới có thể yêu người? Tự giác, sau đó mới có thể giác tha. Những lời này đều là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc. Con người nhất định phải tự giác. Họ mới yêu cha mẹ, yêu tổ tiên, yêu bản tộc, chính là trưởng bối trong gia tộc. kính ái luôn trong tâm. Đây chính là Thánh Hiền, đây chính là Phật Bồ Tát. Chúng ta không thể không biết. Không thể không chăm chỉ học tập. Yêu người chính là yêu bản thân. Yêu bản thân mình chính là tận hiếu. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này là nói pháp xuất thế gian. Trong tất cả những thiện căn phước đức nhân duyên, nó là nhân tố chủ yếu nhất. Hai câu này nếu như không có, bất hiếu cha mẹ, bất kính tôn trưởng, thì những việc khác đều là giả hết. Bồ Tát tu đức, tích đức. Người mê hoặc bại đức, mất đức. Từ bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng, đức của họ đều đã trôi sạch sẽ hết, không còn nữa. Quá khứ hiện tại đã tu được toàn bộ đều không giữ được. Làm sao biết được họ không giữ được? Quý vị tỉ mỉ quan sát họ. Tham sân si mạng nghi, năm thứ căn bản phiền não này, họ đều đầy đủ. Người bất hiếu cha mẹ họ đều đầy đủ hết. Người bất kính thầy giáo họ đều đầy đủ hết. Cho nên trong pháp thế xuất thế gian, họ đều sẽ không có thành tựu. Hiện tại nếu có một chút thành tựu, đó chính là phước đức trong đời quá khứ đã tích được. Nghiệp tập trong đời này mà họ tạo tác còn chưa bắt đầu báo, mà phước đức tiền thân đang bảo hộ, tức là che chở, bảo hộ cho họ, còn chưa bị suy bại. Nhưng phước báo này hưởng hết rồi, nghiệp bất thiện của họ liền khởi hiện hành, ác báo khởi hiện hành. Họ không biết tu thiện. Cho dù có tu thiện, nhưng vì bất hiếu bất kính, họ không có gốc. Bất luận tu như thế nào, thiện cũng không thể tăng trưởng, vì không có gốc. Hiện tiền tu tích các loại thiện, vì không có gốc nên thiện này là giả thiện, là ngụy thiện. Nói khó nghe một chút là dối mình, dối người, là giả không phải thật. Cho nên họ không đạt được thiện báo. Thiện ác không do nơi sự việc mà do nơi lòng người. Bởi vì tâm là nhân, sự là duyên. Không có chân tâm thì không có chân nhân. Duyên có đầy đủ hơn nữa cũng không thể kết quả. Phật Bồ Tát từ bi, ở trong Kinh giáo nói rất rõ ràng, rất thấu đáo. Chúng ta tỉ mỉ để lãnh hội, tỉ mỉ cũng phải dùng tâm chân thành. Không có tâm chân thành, không có tâm cung kính thì sự tỉ mỉ đó cũng không được. Tâm có tỉ mỉ hơn nữa cũng không lãnh hội được. Vì sao vậy? Chân thành có cảm, có cảm, có ứng. Không có chân thành thì hình thức có làm tốt đến đâu cũng không có cảm, cho nên cũng không có ứng. Mâu ni nghĩa là tịch tịnh, thân khẩu ý tịch tịnh, ba nghiệp đều tịch tịnh nên gọi là mâu ni. Thân tịch tịnh, vì không nên tạo tác thì nhất định không tạo tác. Thân tịch tịnh rồi, thứ gì không nên tạo tác? Vì tự tư tự lợi thì không nên tạo tác. Vì danh văn lợi dưỡng là gì không nên tạo tác. Thật sự triệt để buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Khởi tâm động niệm vì chánh pháp cửu trụ, vì đem lại cho tất cả chúng sanh khổ nạn lợi ích chân thật. Đây là việc nên làm. Việc nên làm mà quý vị lại không có phước báo, Phật Bồ Tát ủng hộ quý vị. Không có tâm chân thành, những gì quý vị làm đều là giả. Cũng có người ủng hộ quý vị, nhưng không phải là Phật Bồ Tát mà là yêu ma quỷ quái. Họ đến thành tựu quý vị, họ đến giúp đỡ quý vị, cuối cùng quý vị thân bại danh liệt. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Đây là đạo lý của nghiệp nhân quả báo. Chân tướng sự thật đều ngay trước mắt chúng ta. Quý vị tỉ mỉ để quan sát, rõ ràng, minh bạch, không phải không báo, mà thời khắc chưa đến. Thời khắc vừa đến, tất cả đều báo. Lại Đại Nhật Kinh sự viết: mâu ni giả, tịch mặc nghĩa giả, thường tịch chi độ, di diệu tịch tuyệt, u thâm quyền diễn, bất khả dĩ ngôn thuyết chi. Như thị pháp giới tịch nhiên đại diệt độ pháp, duy Phật nhất nhân cứu cánh thanh tịnh, cố danh mâu ni giả. Ở đây nói rõ ràng rồi. Thường tịch chi độ là thường tịch quán, di diệu tịch tuyệt, u thâm quyên diễn, bất khả dĩ ngôn thuyết chi. Cảnh giới này đích thực chẳng những ngôn ngữ nói ra không được, mà quý vị cũng không thể nào dùng tưởng tượng mà nghĩ ra được. Tưởng tượng không ra. Vì sao vậy? ngôn ngữ và tư tưởng đều có vi phạm. A Lại Gia là phạm vi của nó. Phật ở trong Đại Kinh nói cho chúng ta rằng nó có thể duyên đến A Lại Gia, không duyên đến được tự tánh. Cõi thường tịch quang nó không duyên đến được. Nó có thể duyên đến cõi thật báo. Cõi thật báo trang nghiêm nó có thể duyên đến được. Thường tịch quang không duyên đến được. Sở duyên tâm hiện. Tâm sanh của nó tâm sở hiện, tâm sở sanh, nó đều có thể duyên đến được. Chân tâm năng sanh năng hiện, tự tánh nó không duyên đến được. Vì sao vậy? Vì họ dùng là vọng tâm, họ dùng là A Lại Gia. A Lại Gia chỉ có thể duyên đến được A Lại Gia. A Lại Gia là vọng tâm, tự tánh là chân tâm, nó không duyên đến được chân tâm. Thực sự là di diệu tịch tuyệt, u thâm uyển diện. Dùng 8 chữ này để hình dung. Như thị pháp giới tịch nhiên đại diệt độ pháp. Đại diệt độ pháp này là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, duy chỉ có mình Phật rốt ráo thanh tịnh, gọi là Mâu Ni. Giải thích ý nghĩa này rất viên mãn. Đại diệt độ pháp, diệt là diệt tất cả phiền não tập khí chướng ngại, toàn bộ diệt tận rồi. Độ không những là độ lục đạo. Quý vị ra khỏi lục đạo rồi, ra khỏi thập pháp giới rồi, còn cuối cùng ra khỏi cõi thật báo trang nghiêm, gọi là đại diệt độ pháp. Ra khỏi cõi thật báo trang nghiêm đi đến đâu? Đến thường tịch quang. Đây là chỉ một mình Phật, Bồ Tát không có phần, đẳng giác Bồ Tát cũng không được. Chỉ có một địa vị, cho nên nói là duy chỉ mình Phật diệu giác Như Lai, rốt ráo thanh tịnh. Đây là nghĩa gốc của từ Mâu Ni. Nay kinh nói hành hạnh tịch tỉnh là Đại Bồ Tát nhập vô dư niết bàn chi hành, là pháp giới đại diệt độ pháp. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói hành tịch tỉnh hạnh. Đây là chỉ cho điều gì? Chỉ cho Đại Bồ Tát. Chính là trong kinh Hoa Nghiêm đã nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ chỉ cho những người này. Những người này đích thực nhập vô dư Niết Bàn chi hạnh. Thông thường trong Kinh giáo Đại Thừa nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thiên Thai Trí Giả Đại Sư nói trong lục tức Phật, họ là phân chứng tức Phật, họ là chân Phật, không phải giả Phật. Nhưng như thế nào? Chưa viên mãn. Họ nhất định thú hướng viên mãn. Điều này là chắc chắn. Sau ba đại A Tăng kỳ kiếp, tự nhiên sẽ chứng đắc đại viên mãn. Trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, không chướng ngại Bồ Tát trong khắp pháp giới, hư không giới, và tất cả chúng sanh hữu duyên cảm ứng đạo vào. Điều này không chướng ngại. Họ có năng lực này. Chúng ta nên biết điều đó. Vậy nên trong kinh đã nói, không phải nói nhị thừa, tề tỉnh hạnh. Tề tỉnh hạnh của nhị thừa là đối với lục đạo phàm phu mà nói. Nhị thừa so sánh với lục đạo phàm phu thì họ là thanh tịnh tịch diệt. Họ diệt là gì? Diệt là kiến tư phiền não. Đại thừa Bồ Tát diệt là căn bản vô minh. Cảnh giới không tương đồng. Xem tiếp đoạn sau, diễn ly hư vọng. Không thật là hư, trái với chân là vọng. Hư giả không thật nên nói hư vọng. Hai chữ hư vọng này giải thích một cách rất đơn giản. Hư tức là không phải chân thật, vọng không phải là chân thật. Cho nên hư giả không thật liền gọi là hư vọng. Kinh Duyên Giác nói hư vọng phù tâm, đa chư xạo kiến, bất năng thành tựu duyên giác phương tiện. Câu này nói rất hay. Hư vọng phù tâm. Phù tâm không phải là chân tâm, là giả. Đa chư xạo kiến, đây là gì? Tà tri tà kiến. Đủ để có thể hại người. Đây là pháp giới nào vậy? Trong kinh giáo Đại Thừa nói là ma giới. Tu La pháp giới, La Sát pháp giới. đồ chúng của ma dương 3 tuần. Cho nên chúng sanh vô tri ngu muội, rất nhiều người đi theo họ. Những hư vọng xảo kiến này dẫn dắt những chúng sanh này trước mắt sẽ được một chút lợi ích, làm cho chúng sanh như say như si. Đến cuối cùng thì sao? Đều đến 3 đường ác hết. Quả báo tại tam độ. Họ làm trái với luân lý, làm trái với đạo đức, không tin nhân quả. Bản thân cho rằng bản thân là Phật Bồ Tát, cho rằng bản thân mình là thần tiên. Trong kinh Phật nêu ví dụ, nói là người mù dẫn người mù, dẫn nhau vào hầm lửa. Hầm lửa là địa ngục. Họ có thế lực. Thế lực từ đâu mà có? Từ đa chư xảo kiến mà có. Vì sao họ lại tạo nghiệp? Hư vọng phù tâm chính là tạo nghiệp. Việc tốt cũng là ác nghiệp. Đạo lý này hoàn toàn không khó hiểu. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quan sát kẽ hở của họ, chúng ta liền phát hiện ra được. Cho nên không thể thành tựu viên giác phương tiện. Viên giác là chư Phật Như Lai, Pháp thân Bồ Tát. Giác ngộ viên mãn rồi, phương tiện là phương pháp, tiện là tiện nghi. Hai chữ phương tiện chính là phương pháp thích hợp. Phương pháp này có thể giúp đỡ cho quý vị chứng đắc viên giác. Không thể thành tựu viên giác phương tiện. Nói cách khác, tâm hành hư vọng nhiều, những xảo kiến có thể giúp đỡ quý vị đạt được danh văn lợi dưỡng của thế gian, dẫn dắt quý vị đọa vào 3 đường ác. Sẽ không giúp quý vị thành tựu viên giác. Chính là ý nghĩa này vậy. Lại Niết Bàn Kinh Tam Thập Bát viết, tất cả việc ác hư vọng là chính. Câu này nói rất hay, nói rất nghiêm trọng. Bản thân chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh. Nếu như tâm chúng ta là hư vọng, làm việc tốt gì quả báo cũng là nơi ba đường ác. Vì sao vậy? Quý vị không có năng lực phân biệt thiện ác. Quý vị đem việc tốt thật sự cho rằng là việc ác. Quý vị đem việc ác thật sự cho rằng đó đều là việc tốt. Quý vị điên đảo rồi. Quý vị có thế trí biện thông, rất thông minh, có thể đem giả nói thành chân, đem chân nói thành giả. Quý vị có bản lĩnh này. Làm cho đại chúng trong xã hội không có trí tuệ chân thật, đều nghe theo dẫn dắt của quý vị. Bản thân quý vị đọa vào địa ngục, làm cho họ cũng bị dẫn dắt vào ba đường ác. Toàn làm những việc như vậy. Cho nên đầu tiên nên diễn ly hư vọng. Đó là gốc của việc chỉ ác vậy. Chúng ta dùng A Lại Gia chính là dùng vọng tâm. Quý vị nói xem, sự việc này đáng sợ biết bao, vì sao tu hành không thể thành tựu? Đi theo lời giáo huấn của Phật Đà vẫn không thể thành tựu. Vì quý vị dùng vọng tâm, không phải dùng chân tâm. Quý vị dùng chân tâm thì tất cả đều thành tựu. Quý vị dùng vọng tâm tuy là thiện cũng không thành tựu. Chân tâm của chúng ta không hiển bày ra được. Điều này là thật, không phải giả đâu. Chân tâm hiển thị ra được chính là Pháp Thân Bồ Tát. Thập Pháp giới đều dùng vọng tâm. A Lại Gia hư vọng. Vậy thì phải làm sao? Bắt buộc phải y theo kinh giáo của Phật. Vì sao vậy? Vì nó là thật. Tôi tuy dùng vọng tâm, tôi nương tựa vào sự chân thật. Chỉ có pháp này có thể cứu. Buông bỏ kiến giải của bản thân mình, buông bỏ cách nghĩ của bản thân mình. Nhất định phải y theo lời giáo huấn của Phật. Phật Bồ Tát dạy như thế nào chúng ta làm theo như vậy. Thánh Hiền Nhân dạy như thế nào tôi liền làm theo như thế ấy. Thánh Hiền Nhân dạy chúng ta ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bạc đức. Phật Bồ Tát dạy chúng ta thập thiện nghiệp đạo, tam quy, ngũ giới, tam học, lục độ. Phổ hiền thập nguyện, xử chúng lục hòa. Nếu như chúng ta kiên trì theo những lời giáo huấn của Thánh Hiền, thực tiễn vào trong cuộc sống hàng ngày của bản thân, công tác, xử sự, đối người tiếp vật, chúng ta mới có thể diễn ly hư vọng. mới thật sự dừng được tất cả những điều bất thiện. Dừng như vậy tức là quý vị có năng lực khống chế được nó, không phạm thêm tội lỗi nữa. Thế nên đầu tiên phải diễn ly hư vọng, là gốc của việc dừng ác vậy. Chúng tôi có dạy hay không? Có dạy. Có dạy quý vị không chịu học. Trong những năm gần đây, chúng tôi sâu sắc phản tỉnh. Vì sao dũng mãnh tinh tấn không thể thành tựu? Chính là chúng ta sơ suất những căn bản tu học, giống như trồng cây vậy. Chúng ta trồng cây mà không có rễ, suy nghĩ vất vả như thế nào để chăm sóc nó, cây này không nảy chồi nổi, không mọc nổi cành lá. Cuối cùng xem lại, à, nó không có rễ. Rễ là gì? Những năm lại đây chúng tôi đề xướng 3 cái rễ Nho Thích Đạo. Đệ tử Quy không làm được. Cảm ứng Thiên chưa làm được. Thập Thiện Nghiệp chưa làm được. Quý vị có chăm chỉ tu 300 năm cũng không thành tựu. Giống như hôm nay vậy. Cũng giống như một cái cây trồng xuống, nó vĩnh viễn không đâm chồi được, không mọc nổi cành lá hoa quả, không có rễ mà. Diễn ly hư vọng nhất định phải dựa vào đệ tử Quy, Cảm ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp. Quý vị dừng ác có căn bản. Quý vị nếu như không từ đây để cắm 3 cái rễ thì quý vị là giả. Quý vị không phải là thật. Những cơ duyên danh văn lợi dưỡng đến trước mắt, quý vị lập tức bị thay lòng, không ngăn được mê hoặc, quý vị liền đi theo. Trong chánh pháp tuyệt đối sẽ không có hư vọng xen tạp vào trong đó. Hư vọng nó sẽ bị tách rời. Tùy theo công phu tu tập của quý vị sâu hay cạn. Công phu càng sâu, thì sự đối lập đó càng rõ ràng. Lời cổ nhân nói không sai, tà không thắng chánh. Nó nhất định phải rời xa. Chánh nhân quân tử vĩnh viễn lân mẫn tất cả chúng sanh mê hoặc khổ nạn. toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Hiện nay trong thời đại này, thiết bị khoa học tốt, chúng ta lợi dụng truyền hình vệ tinh, mạng internet, đĩa CD, dạy học từ xa. Tuy không ở trước mắt, nhưng thành tựu cũng như nhau. Cho nên trong thời khắc hiện đại này, nếu như chí đồng đạo hợp nhiều thì có một môi trường lớn rất tốt. Không có nhiều chí đồng đạo hợp thì một chòi tranh rất nhỏ cũng tốt, bớt lo bớt việc. Chỉ cần có mạng internet thì có thể lợi ích vô lượng chúng sanh. Ngày xưa thì khác. Ngày xưa đích thực tự lợi dễ dàng, lợi tha thì khó khăn. Lợi tha phải có đại phước báo. Ngày nay phước báo lợi tha, Phật Bồ Tát không đến, chắc chắn là không được. Vì sao vậy? Phước báo của Mai Dương quá lớn, chúng ta không thể nào so sánh với họ. Thế lực của họ mạnh quá. Trong tín đồ cũng có người biết cũng không thoát khỏi phạm vi của họ. Sức ảnh hưởng của họ quá lớn. Cho nên bản thân chúng ta phải biết, bản thân phải thật sự tu phương. Một đời, hai đời, ba đời. Quý vị xem, tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, duyên chưa thành thuộc. Tổ sư sống ở Trung Quốc, một đời chỉ truyền cho một người, là Huệ Khả. Huệ Khả cũng truyền cho một người, cũng một đời chỉ truyền cho một người, là Tăng Sảng. Truyền đến Hoằng Nhẫn, đời thứ 5 vẫn là đơn truyền. Đến đời thứ 6, Đại sư Huệ Năng. Duyên thành thuộc. Mới thật sự ảnh hưởng đến toàn quốc. Duyên đủ rồi. Ngày nay Phật Pháp suy đồi, Phật Pháp hưng khởi trở lại, nhất định sẽ hưng khởi. Phải bao lâu? Ít nhất là 3 đời, cũng có thể đến 5 đời, 6 đời mới có thể hưng khởi trở lại. Sao lại nói như vậy? Chúng sanh tạo ác nghiệp nặng quá, Phật Bồ Tát sẽ không đến. Chúng sanh phước báo hiện tiền, Phật Bồ Tát liền đến. Phật Pháp ngày nay người nghe đến Phật Pháp, người giác ngộ, người y giáo phụng hành, không phải không có, rất nhiều. họ thật làm, chúng ta nhìn thấy hoan hỷ. Họ thật sự giác ngộ rồi, thật có tâm từ bi. Họ sẽ dạy cho đời sau, đời sau sẽ dạy cho đời sau nữa. Thành thục tuyệt đối không phải ngay nơi thế hệ của chúng ta, cũng không phải là thế hệ tiếp theo. Không nhanh như vậy đâu. Ngày nay chúng ta ra sức gieo hạt. Hạt giống gieo xuống rồi, mọc rễ, nảy mầm, mọc cành, nở hoa, kết trái. Không phải ở hai thế hệ tiếp theo của chúng ta, mà ở thế hệ thứ ba. Pháp Tạng Bồ Tát sở trú nơi chân thật huệ, trú nơi trí tuệ chân thật, hành thanh tịnh hành. Hành của chân thật huệ mới là thanh tịnh hành. Không phải là chân thật huệ thì ở đâu ra thanh tịnh hành? Nên có thể diễn ly tất cả hư vọng, sẽ không bị tất cả hư vọng lừa gạt, sẽ không bị tất cả hư vọng làm quấy nhiễu. Hơn nữa sẽ thế nào? Ảnh hưởng những hư vọng này, làm ra tấm gương tốt, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ hồi tâm. Ở trong nhà Phật không bỏ người nào. Hư vọng đến như thế nào? Mê mất tự tánh. Có tri thức, không có trí tuệ. Chúng tôi trong lúc dạy học thường thường nói họ có bác học. Thẩm vấn, thận tư, minh biện. Cho nên họ nhiều các xảo kiến, những ngôn luận dường như đúng mà không đúng. Cũng rất cảm động lòng người. Nhưng họ chưa rời được hư ngụy. Hư ngụy làm chủ tể, họ mới tạo ra tội nghiệp. Họ tạo tội nghiệp không phải là không biết, họ cũng không phải là không biết nhân quả, chỉ là chìm sâu mê mờ trong danh văn lợi dưỡng hiển tiền. Họ không thể tự thoát ra. Họ biết được tịnh độ, hy vọng Phật Bồ Tát bảo hộ họ. Tương lai họ có thể sanh đến thế giới cực lạc, được hay không? Nhân quả điên đảo. Chủng tử thế giới cực lạc có. Đó giống như thầy Lý nói, Họ còn phải trải qua vô lượng kiếp luân hồi chịu khổ. Đến lúc nào họ mới có thể được cứu? Chân thật huệ làm chủ, họ liền được cứu. Hư vọng làm chủ, họ vĩnh viễn đều đang làm việc luân hồi. Hư tình giả ý. Ngày nay chúng ta nói là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Những thứ này làm chủ, họ sẽ hỏng rồi. Niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Ngày trước thầy Lý thường nói, 1 vạn người niệm Phật thật sự có thể giảng sanh, bất quá cũng chỉ 5-3 người, chỉ 5-3 phần vạn. Nguyên nhân là gì? Dùng tâm hư vọng, không thể diễn ly tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Tôi thường nói mấy mươi năm rồi về 16 chữ này. Trong tâm quý vị còn có những thứ này, nó chướng ngại quý vị giảng sanh, nó phá hoại công đức niệm Phật của quý vị. Cổ nhân nói rất hay, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét rách cổ họng cũng uổng công. Dùng lời này để giải thích, mọi người liền hiểu rõ được. Chúng ta muốn giảng sanh thế giới cực lạc, 16 chữ này nhất định phải triệt để buông bỏ. Tự tư tự lợi buông bỏ. Khởi tâm động niệm, đích thực nghĩ đến thế giới ta bà này, chúng sanh khổ nạn trong lục đạo. Chớ nghĩ đến bản thân. Danh văn lợi dưỡng không mảy may tiêm nhiễm. Cuộc sống tùy duyên, tùy duyên thế nào cũng được, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hưởng thụ ngũ dục lục trần, biết đủ mà dừng, nhất định không có tham luyến. Có thể ăn no, mặc ấm, có một nơi nho nhỏ để che gió che mưa là đủ rồi. Ba điều trước có thể làm được rồi, tham sân si mạng sẽ đạm bạc, mỏng dần đi. Tuy không thể đoạn, nhưng đích thực đã giảm nhiệt rồi. Đối với chúng ta niệm Phật cầu sanh Tịnh độ sẽ có giúp ích rất lớn. Không còn tạo nghiệp nữa. Đối với tất cả mọi người đều tôn kính. Thấy tất cả mọi người đều là A-di-đà Phật. Người tốt là Phật A-di-đà, người xấu cũng là Phật A-di-đà. Người giúp đỡ ta là Phật A-di-đà, người phá hoại ta cũng là Phật A-di-đà. Sanh tâm bình đẳng, thành tướng hỷ duyệt. Đem những phân biệt chấp trước đoạn hết. Chúng ta ở thế gian này thời gian không lâu, hà tất phải so đo. Người ta tranh thì chúng ta nhường. Ủng hộ cho họ cũng là ủng hộ cho chính mình, hoàn thiện đức hạnh của chính mình, hoàn thành dục vọng cho người khác, là việc tốt, không phải việc xấu. Quý vị thật sự nghĩ thông rồi, thật sự nhìn thấu suốt rồi, bản thân đắc đại tự tại. Hư vọng có thể diễn ly, sau đó mới có thể trồng cội công đức. Cho nên kinh văn dưới đây nói y chân đế môn, trực chúng đức bổn. Quý vị xem, tu thiện tích công lũy đức phải nương nơi chân đế, nương nơi hư vọng thì không được. Trước hết giải thích đế là gì. Đế nghĩa là chân thật bất hư. Quý vị xem, đúng là tương phản với hư vọng. Mặt trái của hư vọng chính là chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ nói ba điều chân thật. Chân thật rốt ráo, đó là chân tâm. Trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật, tức là lợi ích. Ba loại chân thật này đều là y theo chân đế môn mới có thể thành tựu được. Y theo chân thật bất hư. Đạo lý thế gian và xuất thế gian chắc chắn không hư vọng, gọi là đế. Cho nên đế cũng chính là chân lý mà người thế tục thường nói. Đạo lý này chắc chắn không phải là hư vọng, đó gọi là đế. Nhị đế nghĩa thường nói, đế thị thật nghĩa, hữu ư phàm thật. Hữu là chân đế, không cũng là chân đế. Phàm phu cho rằng là chân thật, không thì sao? Thánh nhân cho rằng là chân thật. Hữu là chân đế của thế gian, chân lý. Không là chân lý của xuất thế gian. Thị nhị giai thật, hai thứ này đều là chân thật. Ý nghĩa này chính là nói phàm tục lấy hữu làm thật, thánh trí lấy không làm thật. Hữu và không đều là thật, nên lập nhị đế. Phàm thuận phàm tục mê tình nói là tục đế, là thị đế. Đây chính là Như Lai hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Thánh trí thấy lý niết bàn tịch tỉnh chân thật, gọi là chân đế, hoặc là thắng nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế. Chân đế của phàm phu hoàn toàn không phải là chân thật, dường như là thật. Chân đế của chư Phật Bồ Tát nói, đó là chân thật thực sự, đó không phải là tương tự. Thuần chân vô vọng. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Vì phàm phu họ đang mê, mê thất tự tánh. Cũng tức là nói thật tướng các pháp họ hoàn toàn nhìn sai. Họ coi những hiện tướng này là thật. Quý vị nói thứ chân thật họ không thể chấp nhận. Quý vị nói thứ giả dối họ đều có thể chấp nhận. Đây chính là vì sao dùng tâm hư vọng mà những ma dương tu la sát có thể mê hoặc chúng sanh. Đạo lý chính là như vậy. Những thứ mà họ nói có thể hợp với tri kiến của chúng sanh. Điều Phật Bồ Tát nói đến, chúng sanh không thể chấp nhận. Phật Bồ Tát nói giảng pháp đều không, họ không thể chấp nhận. Giảng pháp ngay trước mắt, sau ngày lại nói nó không có. Muốn đem đạo lý không này mà nói cho rõ ràng, nói cho thấu đạo, quý vị nói xem phí sức biết bao. Thật sự không dễ dàng. Cho dù họ nghe rõ ràng, nghe thấu đáo rồi, trong hoàn cảnh hiện thực không lý mà Phật Pháp nói này họ không dùng được. Tình chấp không buông bỏ được. Phật Pháp họ có cảm giác được là khá lắm rồi, rất tốt. Xa xôi quá, tôi không tới biên tế nó được. Giảng sanh thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là tốt. Thế giới hiện tại của chúng tôi là môi trường hiện thực, nó ở ngay trước mắt tôi, tôi không thể buông bỏ nó. Thế giới cực lạc chỉ là nghe nói, chưa nhìn thấy. Phật tuy là nói lời chân thật, tôi vẫn có nghi hoặc. Đây là điều thường tình của con người. Môi trường hiện tại hơi có chút chuyện biến tốt, đó chính là giới khoa học đã chứng minh cho Phật Pháp. Hiện nay con người tin tưởng khoa học. Khoa học đưa ra chứng cứ, giới khoa học đích thực có thể đưa ra những chứng cứ đã nghiên cứu. Giới khoa học phát hiện ra di trần chính là cơ sở của vật chất. Hiện tượng vật chất nhỏ nhất thật không dễ dàng. Đoạn trước chúng ta đã học qua trong bản kinh của chúng ta, trang 338, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trích dẫn di trần mà các nhà khoa học đã nói đến. Quý vị đọc trong kinh bổn, hàng thứ 6 từ dưới đếm lên, chữ thứ 3 di trần. Đây là nói về thứ gì? Nó là lạp tử nhỏ nhất tổ hợp thành vật chất. Trước đây các nhà khoa học biết điện tử là thứ nhỏ nhất. Trong một nguyên tử là hạt nguyên tử, bên ngoài hạt nguyên tử có mấy điện tử lưu chuyển bao quanh nó, rất giống với hệ mặt trời. Hiện nay lại phát hiện rồi, phát hiện vật chất càng nhỏ hơn điện tử nữa, gọi là hạt vi lượng. Hạt vi lượng với khoa học không dám nói, nó là thứ nhỏ nhất, họ không dám nói. Năm 1980 trở về sau, lượng tử xuất hiện, tức là các nhà khoa học phát hiện ra di trung tử. Nên lớn bao nhiêu? So với điện tử, nó là 1/100 ức của hạt điện tử. Nói cách khác, 100 ức lần di trung tử chính là lượng tử mới cấu thành một điện tử. Trong một điện tử có 100 ức lần lượng tử. Những vật chất nhỏ nhất này dày đặc khắp hư không. Thái không giống như biển lớn, những thứ này giống như nước vậy, nó lưu động trong biển lớn. Điều này các nhà khoa học đã phát hiện được. Những hiện tượng này trong kinh Phật đã có nói, gọi là không tính mà hợp. Phật pháp đối với bản chất của vật chất cũng chính là nói theo cách này. Hiện tại các nhà khoa học chứng minh được, chứng minh đây là chân tướng. Nhưng như thế nào? Phàm phu chúng ta có phục hay không? Vẫn là không phục. Ta vẫn cứ coi những thứ trước mắt đều là chân thật. Sắc thanh hương vị xuất pháp, Phật nói dạng pháp đều không, họ nói những thứ này đều có. Cho nên từ trên tục đế mà nói là có, từ trên chân đế mà nói là không. Nó không tồn tại. Vì sao nó không tồn tại? Cũng không dễ hiểu. Rõ ràng tồn tại, tại sao lại nói là nó không tồn tại? Lời này hiện nay nhà khoa học hiểu được rồi, nghe hiểu rồi. Giống như kinh Bát Nhã nói, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Lời này Mắc Len hiểu được, ông nghe rồi rất hoan hỷ. Các nhà khoa học lượng tử họ hiểu được, Họ nghe xong rồi sẽ đưa tay tán thành. Đây là chân tướng sự thật. Quý vị nói xem kinh này có hữu ích hay không? Có hữu dụng lớn. Hữu dụng gì vậy? Giúp quý vị buông bỏ triệt để, giúp quý vị minh tâm kiên tánh, chứng đắc quả báo thành Phật, thành Bồ Tát. Lợi ích rất lớn. Trong thế tục có, nhưng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Nó là thế đế. Chân đế có thể giúp quý vị giảng sanh thế giới cực lạc, có thể giúp quý vị thành Phật tác tổ. Hữu dụng, không phải không hữu dụng. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta học đến đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.